giờ hôm nay là sóng yên biển lặng các bạn ơi, nhưng mà hơi nắng, gió nhiều quá. Wow, dính được một con cá ngát, một con sam nè các bạn, mấy con ghẹ nữa, dưới kia có con cua kìa, được thêm một con cua nhỏ nữa các bạn, thêm được một con cua nữa nhỏ quá. Cái này có cảm giác là ít đồ quá các bạn ơi, còn dính ba con sứa nước kìa, với con mấy con ghẹ nhỏ nhỏ không à. Trời đầy áo trời, không dữ à, nó cánh luôn trời. Con này nó cắn luôn nha các bạn, nhựa phun mực dưới áo mình. Này nó đang bấu luôn, nó cắn nè. Kết thúc một cái lũ rồi các bạn ơi, cũng không có đồ đạc bao nhiêu chứ ít kẻ ra ra được một số con nhung nữa các bạn. Thank you.
ngát dữ lắm. Dính được một con tích nha các bạn, con này bự lắm, con này bự sa bá luôn, bằng nửa cổ tay mình đó, hiếm lắm mấy cái bắt được nó, bình thường bắt mấy con nhỏ nhỏ mà động xô cho nó sống. Nay thất thu nhiều các bạn ơi, chắc lỗ sơ phí quá. Cơm thẻ mấy ghẹ nhỏ nhỏ mà, ghẹ nhỏ mà nó có trứng nha các bạn, chứ không phải là nó nhỏ đâu. Cái cỡ nó là cỡ đó là hết lớn nổi rồi. Được thêm một chú cá bông mú nữa các bạn ơi. Con mú này mình không phải ăn nha, mình lấy về mình gọng sống á, mình bán cho người ta nuôi á, về nhà người ta nuôi lại. Một con 10-20 ngàn á. Cũng đỡ khổ. Ngày kiếm 5-10 con được rồi. Được thêm con bông mú nữa các bạn ơi. Bây giờ được 3 con rồi. Tôm thẻ nữa kìa. Cái ngát thì nó chết hết mỡ. Được mình được một đống con nhum luôn nha các bạn. Con này hiếm lắm mà, bây giờ hiếm lắm mà. Không có con bự chỉ ngoài khơi xa thì xa mới có con bự thôi, trong bờ mấy con nhỏ nhỏ nữa mà. Nhỏ nó ăn được. Chút giờ mình sẽ đem về mình nướng thử xem nó ngon không. Chứ nghe nó giới thiệu ăn con này ngon dữ dằn lắm, mình chưa ăn bao giờ luôn á. Biết các bạn có ăn chưa nữa. Cá nâu, cá ngát. Dính mấy cá nhỏ nhỏ nữa. Tôm cũng được ít xích xịu. Thêm được một con mực nữa các bạn. Mực này nó bắn mực cơ ghê quá. Nãy nó bắn mình đầy áo chứ. Cá ngát thì nãy giờ mấy chục con luôn rồi. Nay sống yên biển lặng quá. Mà không có đồ đạc gì chứ lỗ sở phí. Làm cái nghề này cực khổ lắm các bạn ơi. Dầm mưa dãi nắng mà. Nhằm khi bị người ta ăn cắp pha cái lú này nữa. Tối không canh là bị người ta ăn cắp sạch chứ lỗ mấy cả chục triệu, cả trăm triệu. Nó ăn cắp còn nguyên là một ghe, nó ăn cắp không chừa một cái gì luôn. Dính thêm hai con bạch tuộc nhỏ này nè. Hai con bạch tuộc. Đó là bắn mực. Ủa mà. Quy. Hai con tôm tích bự, một mớ cua. Hai cái. Rồi kết thúc chuyến đi chúng ta được nhiều đồ đó các bạn, cá ngát nè, cua đá nè. Rồi tôm thẻ nè, đừng ít nè. Sam với mực nhỏ nhỏ, mấy cá nhỏ nhỏ, nhưng đống nhum nữa nè. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh mình nha. Chào tạm biệt các bạn.